5 tân binh được chiêu mộ từ các đội bóng khác. Đức Lễ đến từ Đà Nẵng, Đình Hiếu San Na Khánh Hòa, Đình Trưởng Vĩnh Long, Du Học Hoàng Anh Gia Lai và Tuấn Đạt Đồng Tháp. Thì một điểm nhấn khác trong lực lượng câu lạc bộ Long An ở mùa giải 2019 này chính là sự bổ sung từ 5 cầu thủ lứa U21 Long An. Những gương mặt này từng cùng nhau góp mặt tại vòng chung kết U21 quốc gia 2018 diễn tại Thừa Thiên Huế. Hãy cùng điểm qua xem họ là ai. 1. Nguyễn Khắc Vũ, vua mi đắt của những giải trẻ. Nguyễn Khắc Vũ là một trong số hiếm cầu thủ trẻ có duyên với các giải đấu cấp quốc gia khi liên tục đoạt được huy chương mỗi khi tham gia thi đấu. Bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 12 tuổi, Khắc Vũ nhanh chóng chiếm được lòng tin của ban huấn luyện và lợi thế của anh là chiều cao lý tưởng. Với chiều cao khá ấn tượng 1m2, Khắc Vũ được kỳ vọng là một bổ sung chất lượng cho hàng thủ câu lạc bộ Long An trong mùa giải mới. Nhất là trong bối cảnh cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Hoàng Lâm đã chia tay đội chủ sân Long An để đến Hoàng Anh Gia Lai đầu quân. Ưu điểm của Khắc Vũ là những pha tranh chấp bóng trên không và khả năng tranh chấp tay đôi rất hiệu quả. Chia sẻ cùng người biết, Khắc Vũ không giấu được niềm vui khi được đôn lên đội 1 tham gia giải hạng nhất 2019. Cá nhân em rất hạnh phúc khi được ban huấn luyện tạo cơ hội như ngày hôm nay. Hiện tại em đang rất nỗ lực trong từng buổi tập để có được sự tin tưởng của mọi người và mong muốn có nhiều cơ hội ra sân. Hình mẫu em theo đuổi chính là người đàn anh Phạm Hoàng Lâm. Trong thời gian anh ấy còn tập luyện ở Long An, em đã cố gắng học hỏi và mong sẽ có được những thành công cho bản thân mình. 2. Cụ Nguyễn Khánh Tiểu Chi Cha Di Tô. Cụ Nguyễn Khánh bắt đầu tập luyện tại lò đào tạo trẻ Long An từ năm 11 tuổi. Ngay từ những ngày đầu, cầu thủ nhỏ con này đã cho thấy được sự lắc léo và nhạy bén trong việc săn bàn. Phải chờ đến năm 2016 Nguyễn Khánh mới có dịp cùng các đồng đội tham dự một giải đấu trẻ. Năm ấy, anh cùng U17 Long An tham dự vòng chung kết U17 quốc gia và để lại điểm nhấn với bàn thắng với lưới U17 Quảng Nam. Một năm sau, tại vòng chung kết U19 quốc gia 2017, Nguyễn Khánh cùng các đồng đội đã dừng chân ngay sau vòng bảng khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Vítten và Thừa Thiên Huế. Được biết đến bởi những bàn thắng có tính chất quan trọng trong màu áo câu lạc bộ hạng nhì Long An, Nguyễn Khánh dần chứng tỏ được khả năng của mình và được ban huấn luyện đội 1 đôn lên thi đấu tại giải hạng nhất 2019. Điểm mạnh của tiền đạo này chính là khả năng quấy phá hàng thủ và chọn vị trí ghi bàn. Trong các trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải vừa qua, Nguyễn Khánh đã có bàn thắng quyết định ở phút thứ 87 giúp câu lạc bộ Long An lội ngược dòng 2-1 trước Phố Hiến. Chính sự tương đồng về thể hình nhỏ nhắn cũng như khả năng chọn vị trí ghi bàn, đặc biệt là những bàn thắng rơi vào 10 phút cuối trận, Nguyễn Khánh nhiều khả năng sẽ là quân áo chủ bài trong tay huấn luyện viên Ngô Quang Sang tại mùa giải mới. 3. Ngô Hoàng Anh tiền vệ không phổi. Ngô Hoàng Anh cũng có quá trình tập luyện và tham gia giải đấu trẻ như Nguyễn Khánh. Anh bắt đầu làm quen với trái bóng từ năm 11 tuổi và được góp mặt trong thành phần U17, U19 và U21 Long An. Với vị trí sở trường tiền vệ trung tâm, Hoàng Anh cho thấy được khả năng bao quát và có mặt ở các điểm nóng của trận đấu. Trong suốt quá trình thể hiện ở đội hạng nhì, U21 và nay là đội 1 Long An, anh luôn thi đấu với 100% sức lực, lên không, về thủ với thể lực rất đáng nể. Ngoài ra, khả năng sút xa và sút phạt hàng rào cũng là điểm mạnh của cầu thủ này. Trước thềm mùa giải mới, Hoàng Anh trải lòng, em rất hạnh phúc với cơ hội đã cho đội 1. Mong muốn của em lúc này chỉ là tập luyện thật tốt để có thể ra sân thường xuyên, cống hiến cho người hâm mộ tỉnh nhà. Em luôn xem đội trưởng Nguyễn Tài Lộc là hình mẫu để phấn đấu và cố gắng nhiều hơn trong tương lai. 4. Trần Bình An niềm hy vọng cánh phải. Cùng lứa với Nguyễn Khánh và Hoàng Anh, Bình An cũng từng tham dự giải U17, U19 và U21 Long An tại các vòng chung kết quốc gia 2016, 2017, 2018. Xuất thân từ Cái Bè, Tiền Giang, Trần Bình An đến với lò đào tạo Long An từ năm 12 tuổi và cho thấy được tài năng chơi bóng của mình.
không quá vượt trội về mặt thể hình. Điểm cộng của cầu thủ này là sự chăm chỉ và luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến. Thêm vào đó là khả năng chịu khó tranh chấp và hỗ trợ tấn công khá hiệu quả. Ở mùa giải mới, khi mà người đàn anh Huyền Quang Thanh đã giải nghệ, Bình An cùng Đình Hiếu, Hiến Đăng sẽ là những gương mặt được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới cho hành lang phải câu lạc bộ Long An. Chia sẻ với người biết, Bình An trải lòng, em cũng như các bạn nữa U21 năm nay được đôn lên đội một đều cảm thấy hạnh phúc với cơ hội này. Em tự nhủ sẽ tập luyện thật tốt, hoàn thiện mình để có được sự tin tưởng nơi ban huấn luyện. Trong suốt quá trình trau dồi từ xưa đến nay, em luôn xem anh Mười Phan Văn Tài em là hình mẫu để phấn đấu. Em rất thích sự bình dị và cung cách sinh hoạt của anh ấy. 5. Châu Văn Phi chú anh thợ cần mẫn. Sinh ra tại Ninh Thuận, Châu Văn Phi đã có một tuổi trẻ dữ dội với những thành tích tại các giải trẻ trong nhiều màu áo khác nhau. 11 tuổi, anh bắt đầu tập luyện bóng đá. 3 năm sau, Văn Phi tập cùng đội trẻ Hoa Lư và đến năm 16 tuổi bắt đầu tập tại Lò Thống Nhất. Năm 18 tuổi, Văn Phi đã được đôn lên đá cho lứa U21 thành phố Hồ Chí Minh và cùng đội đoạt huy chương đồng vòng chung kết U21 quốc gia 2015. Sau đó, anh được cho U21 Than Quảng Ninh mượn thi đấu tại vòng chung kết quốc gia 2016 và cũng giành được huy chương đồng. 2 năm sau đó, hợp vệ sinh năm 1997 tiếp tục thi đấu cho U21 An Giang và U21 Long An. Thuyền chân trái và cho thấy được sự vượt trội về thể lực, Văn Phi là một cái tên hứa hẹn tại câu lạc bộ Long An. Trong suốt thời gian thi đấu, anh luôn thể hiện sự cẩn mẫn và rất nhiệt tình theo từng pha bóng. Những đường tạt bóng của cầu thủ gốc Ninh Thuận luôn có độ chính xác rất cao.